Kính thưa quý vị, Trung Cộng cho Asian vay 20 tỷ Mỹ Kim đổi lấy đàm phán tay đôi ở Biển Đông. Bắc Kinh đang miệt mài đưa ra các cam kết đầu tư và kinh doanh mới với Đông Nam Á như một phần của cách tiếp cận cây gậy và củ cà rốt để kiểm soát Biển Đông. Reuters ngày 13 tháng 11 đưa tin, Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường đã đề xuất một hiệp ước hữu nghị với các nước Đông Nam Á và cung cấp 20 tỷ Mỹ Kim cho vay ưu đãi đặc biệt để phát triển cơ sở hạ tầng, một đề nghị hấp dẫn cho khu vực vốn đang gặp khó khăn về tài trợ cho hệ thống giao thông, bến cảng, đường sắt rất cần thiết đối với tăng trưởng kinh tế, nhưng lại tiếp tục khăng khăng đòi đàm phán tay đôi với từng nước trong vấn đề Biển Đông. Ông Cường khẳng định lại quyết tâm của Trung Cộng để bảo vệ cái gọi là chủ quyền và vị thế của mình. Các tranh chấp lãnh hải cần phải được giải quyết song phương, chứ không phải là tập thể hoặc thông qua trọng tài. Phi luật Tân đã làm Bắc Kinh khó chịu vì vụ kiện đường lưỡi bò ra tòa án quốc tế về luật biển. Theo bình luận của tờ The Wall Street Journal, 6 tháng sau khi Trung Cộng hạ đặt bất hợp pháp giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, Bắc Kinh đang miệt mài đưa ra các cam kết đầu tư và kinh doanh mới với Đông Nam Á như một phần của cách tiếp cận cây gậy và củ cà rốt để kiểm soát Biển Đông. Cách thức Bắc Kinh làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác kinh tế với láng giềng hay hứa hẹn lợi ích cho các quốc gia nhỏ hơn đang háo hức chờ đợi đầu tư. Với Trung Cộng, đó là thủ đoạn chiến lược để xoa dịu các nước láng giềng sau một loạt hành vi hung hăng dưới thời Tập Cận Bình ở Biển Đông.